CDT News, những lợi ích tuyệt vời của rau dền ít người biết đến. Một trong những lợi ích chính của rau dền là khả năng ngăn ngừa ung thư, các bệnh tim mạch và làm giảm cholesterol. Dưới đây là những công dụng tuyệt vời của rau dền ít người biết đến. Ngăn ngừa ung thư. Các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magie, phosphor hay lysine có trong rau dền sẽ chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư. Giảm cholesterol. Một trong những lợi ích chính của lá rau dền là làm giảm cholesterol. Ngoài ra, tocotrienol, một loại vitamin E trong rau giúp giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh tim mạch. Kiểm soát huyết áp cao. Theo The Health Site, lá rau dền chứa nhiều kali và magie, giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể. Do có nhiều chất xơ và một số dinh dưỡng thiết yếu khác, rau dền giúp cơ thể kiểm soát và phòng ngừa cao huyết áp, đột quỵ. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường loại 2. Tác dụng này làm giảm nguy cơ mắc các bệnh do tăng lượng đường trong máu như béo phì. Tăng cường canxi. Lá rau dền có tác dụng làm giảm nguy cơ loãng xương và bệnh co giật do thiếu hụt canxi. Chúng có hàm lượng canxi nhiều gấp 3 lần so với rau bina và 2 lần so với sữa. Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng. Rau dền là một phương thuốc hữu hiệu làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng. Tốt cho da. Lá rau dền chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp kháng viêm, chống nhiễm trùng da do đặc tính làm se mạnh mẽ. Loại rau này còn có thể điều trị mụn trứng cá và một số vấn đề về da khác như eczema. Cải thiện hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ cao gấp 3 lần so với lúa mì trong rau dền có thể cải thiện hệ tiêu hóa và làm giảm táo bón, rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Ngoài ra, nước nấu từ lá cây rau dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước. Tốt cho người thiếu máu. Việc thiếu hụt chất sắt trong cơ thể có thể gây thiếu máu. Hàm lượng sắt lớn trong rau dền giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu. Bởi vậy, loại rau này rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.